Đối với những bệnh nhân chạy thận nhân tạo, bảo hiểm y tế có thể chi trả chi phí điều trị lên tới 100%. Đó là thông tin nổi bật do bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Chiều 28 tháng 3 năm 2024, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã trả lời báo chí về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Theo đó, mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ dao động trong khoảng từ 80% đến 100% tùy theo đối tượng tham gia. Theo thực tế, chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh. Cụ thể, đối với trường hợp bệnh nhân khám chữa bệnh đúng tuyến được hưởng dịch vụ chạy thận nhân tạo là 567.000 đồng một lần, theo quy định tại thông tư số 22 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Ngoài ra, người bệnh còn được hưởng các chi phí khác như thuốc điều trị các bệnh lý nền kèm theo, chi phí xét nghiệm, trong danh mục do Bộ Y tế ban hành theo thực tế phát sinh. Nếu tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở, tương đương 10 triệu 800 ngàn đồng trong năm dương lịch và đi đúng tuyến, người bệnh sẽ được cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả và thanh toán lại chi phí đồng chi trả đã vượt quá 6 tháng lương cơ sở đúng tuyến ở đây là đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc là đi thông tuyến huyện hoặc là đi khám chữa bệnh có giấy chuyển tuyến hoặc là có giấy hẹn tái khám hoặc đi khám chữa bệnh trong trường hợp cấp thì bệnh nhân sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi theo cái thẻ theo cái giá trị thẻ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đúng tuyến khi đi khám chữa bệnh trái tuyến có xuất trình bảo hiểm y tế tại bệnh viện tuyến huyện hoặc điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh. Trường hợp chạy thận nhân tạo khi đang điều trị nội trú trái tuyến có xuất trình bảo hiểm y tế tại tuyến trung ương thì người bệnh được hưởng 40% quyền lợi theo đối tượng. Phó giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố cũng cho biết các trường hợp bệnh nhân khám chữa bệnh trái tuyến thì chi phí đồng chi trả cho đợt khám đó không được tính để cấp giấy chứng nhận miễn đồng chi di... Hãy trả. điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế khi chạy thận nhân tạo là bệnh nhân phải tham gia bảo hiểm y tế thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dịch vụ kỹ thuật chạy thận nhân tạo có chỉ định của bác sĩ điều trị có đủ điều kiện pháp lý bao gồm chứng chỉ hành nghề phạm vi hoạt động chuyên môn cơ sở khám chữa bệnh mua sắm máy chạy thận thuốc vật tư y tế theo đúng quy định của pháp luật